Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Minecraft mang tên Vua Rồng. Ta-da, yeah. Ok. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm video về Vua Rồng cho các bạn xem nữa đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng kiếm họ cho kênh YouTube của mình. Và đừng quên là đăng kiếm họ cho mình, mau mau đạt lên được 1 triệu subscribe nha anh em. Mình sắp đạt được 1 triệu subscribe đó, còn hơn 100k subscribe thôi là được 1 triệu subscribe rồi. Mấy bạn nhớ đăng kiếm họ cho mình nha anh em. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha, cảm ơn. Thì hôm nay nè, mấy bạn nhìn đây, mình đang ở đâu đây mấy bạn biết không? Đây, xin giới thiệu mấy bạn, đây chính là một căn hầm mà chứa rất là nhiều quái vật luôn. Và mình đã đi xuống dưới đây, mình thám hiểm và mình gọi là đi farm được một ít kinh nghiệm với lại là một ít đồ trong người mình rồi. Đó, thì mình đã phát hiện ra một thứ này vô cùng thú vị mấy bạn ơi. Mấy bạn biết thứ gì không? Đó, thì mấy bạn cũng đã biết được rằng á, là mình hiện tại bây giờ đã được ba con rồng rồi đúng không? Một con rồng nước nè, một con rồng ender với lại là một con rồng lửa đúng không? Và bây giờ mình lại kiếm được thêm một con rồng nữa rồi. Nghe hấp dẫn không anh em? Một con rồng nữa nha. Đây mình sẽ cho anh em xem đây. Vô đây, vô đây. Trong lúc á, mà mình đang đi thám hiểm cái này thì mình đã phát hiện ra. Đây các bạn xem nè. Ồ, mấy bạn thấy gì bên dưới chưa? Ồ, một con rồng. Đó, thấy chưa. Và con rồng này nó đã chết rồi các bạn ơi. Mà mấy bạn đừng có nghĩ là do mình giết con rồng này nha. Không phải đâu. Không phải là mình đã giết nó đâu các bạn ơi. Mà là nó tự chết đó, nó tự tử đó. Ủa, mấy bạn thấy lạ không? Tại sao mình lại nói là nó tự tử? Thì mấy bạn hãy xem cái đoạn video này nha. Đấy, mấy bạn xem cái đoạn clip vừa rồi, mấy bạn đã thấy được con rồng nó tự chết như thế nào chưa? Mình vừa gặp nó, mình chưa kịp làm gì hết. Nó chỉ nằm im thôi mà máu của nó từ mất đi, xong tự nhiên nó chết luôn, mình không hiểu luôn. Chắc là cho nó bị nhiễm lạnh hay cái gì á bạn ơi. Mình cũng không biết nữa, bạn nào biết được thì hãy giải thích cho mình nha, chứ mình không hiểu lý do sao mà tự nhiên nó chết luôn á. Đó. Và điều đặc biệt ở đây nha, là con rồng này nè, là một con rồng chúa mấy bạn ơi, không phải rồng bình thường đâu nha. Đây là rồng chúa bởi vì nó rất là to luôn. Và chúng ta có thể lấy được thêm một quả trứng rồng nữa từ con rồng này. Đó. Và cái con rồng này nó to gấp mấy chục lần cái con rồng bình thường của chúng ta luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xuống đó để lấy trứng nha anh em. Đây, mình sẽ đi đường này xuống nè. Chỗ này nó có nước nè. Nước này chúng ta bơi xuống được không ta? Nước này nó có nguy hiểm không ta? Ok, mình bơi xuống thôi. Ây da. Ui, nước này nguy hiểm mấy bạn ơi, nguy hiểm. Ui, trời. Nước này là nước độc mấy bạn ơi. Ồ, mình cứ tưởng là nước bình thường chứ ai dè là cái nước độc hả? Ok. Wow. Nguyên một con rồng nó to đùng mấy bạn ơi. Để mình thắp đuốc lên đã anh em ơi. Trời ơi, tối quá. Ok, mình sẽ đi vòng vòng để mình thắp đuốc lên nha. Đó, thắp đuốc ở đây. Ok. Hay quá đã luôn bạn ơi. Chỉ là đi pha một ít zombie thôi mà bây giờ mình đã kiếm được nguyên một con rồng to đùng luôn các bạn xem nè. Trời ơi, cái đầu của nó hơi là bự hơn mình luôn rồi đó các bạn xem nè. Ui, giống như kiểu nó đang nuốt mình vô trong luôn các bạn. Ủa mấy bạn ơi, mình nói thật nha, riêng về cái phần gọi là cái đuôi của con rồng này thôi á, là nó đã to bằng cái con rồng nước với lại rồng ender ở nhà chúng ta luôn rồi. Con rồng này nó to kinh khủng luôn. Đó, thì theo như mình nghiên cứu thì con rồng này nó sẽ cho chúng ta được một quả trứng. Thì bây giờ mình sẽ lấy xương với lại trứng của nó nha. Ok, bây giờ mình sẽ lít chuột vào người nó. Đầu tiên mình phải cầm cái tay không đã. Ok, để mình vứt cái này đi. Cầm tay không mấy bạn ơi, cầm tay không lít vô người đó để lấy trứng nha. Ok, lít. Ủa sao lít được ta? À đi qua đây mới lít được hả? Ok, mình sẽ lấy xương, lấy thịt của nó nè. Ồ, nó rơi đây nè. Rồi, để mình lụm hết đống đồ này vô. Ok, rồi để xem coi. Đây, đây mấy bạn ơi. Dragon Egg. Đây, đây chính là quả trứng rồng nè. Wow, quả trứng rồng đây rồi mấy bạn ơi. Ui, chúng ta đã có được quả trứng rồng rồi. Quả trứng rồng này mà đem về nhà ấp một cái là nó sẽ nở ra con rồng to đùng như con rồng hồi nãy luôn các bạn. Ồ, ui, xịn quá. Ok, mình sẽ cất nó trong người nè. Rồi, còn trong đây thì còn rất là nhiều gọi là vàng với lại là rương nè. Để mình lấy luôn nha. Mình sẽ lấy mình đem về. Để mình có gì mình còn chế tạo gọi là gì ta. Lúc kịp lóc nữa. Đó, quá trời đồ luôn. Wow, xịn quá bạn ơi. Có được cái trứng rồng mới rồi. Quá xịn luôn. Trong đây có gì không? Có xương nè. Xương thì chúng ta cần phải đem về luôn nha bạn. Để làm gì thì một tí nữa mấy bạn sẽ biết nha. Ok, mình sẽ lấy hết xương với lại vàng trong đây luôn. Rồi bây giờ trong đây còn mấy cái vàng nè. Mình sẽ đập ra hết nha bạn. Vàng này đem về nhà để làm lúc kịp lóc thì số 1 luôn. Đó, chúng ta sẽ có được thêm lúc kịp lóc để mình đập. Đó, thì bây giờ mình phải farm hết nguyên cái khu vàng này. Mình nghĩ là sẽ khá là lâu á. Thì mình sẽ tua nhanh đoạn này nha anh em, để cho đỡ mất thời gian của mấy bạn nha. Ok.
1 hour later. Ôi, về tới nhà rồi các bạn ơi. Ok. Trời ơi, đã quá mấy bạn ơi. Ui, con rồng lửa của mình nó cũng đã lớn rồi nè các bạn. Wow, to đùng luôn rồi nha. Nhưng mà thôi, mặc kệ đi, bây giờ mình không quan tâm đến con rồng lửa này nữa. Bây giờ mình chỉ quan tâm đến cái trứng rồng của mình thôi. Đâu ta, đây ta, đây, trứng rồng đây. Bây giờ mình chỉ quan tâm đến cái trứng rồng này của mình thôi. Rồng này cũng là rồng lửa luôn nha, chứ không phải là rồng bình thường đâu nha. Xịn lắm luôn á. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi ấp trứng rồng nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào mà chưa biết cách để có thể gọi là ấp cái quả trứng rồng này nha. Bây giờ nè, những bạn nào mà có chơi real life Minecraft chắc chắn các bạn sẽ từng gặp những cái con rồng như thế này rồi. Và chắc chắn có nhiều bạn cũng đã gọi là kiếm được những quả trứng rồng giống như mình rồi. Nhưng mấy bạn sẽ không biết cách ấp. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ấp nha. Trước tiên để ấp được quả trứng rồng này thì chúng ta cần phải có một cái hộp quẹt. Đâu ta, để mình kiếm coi. Bây giờ mình sẽ lấy cái sản ra, mình đi đào một ít gọi là đá lửa để mình làm cái hộp quẹt các bạn ơi. Ok, đi ra ngoài đây đào cái đá lửa để làm cái hộp quẹt cái đã. Mấy bạn biết lý do vì sao mà làm hộp quẹt không? Một tí nữa mấy bạn sẽ biết nha, mình sẽ giải thích cho mấy bạn nha. Ok, rồi khoan từ, đá lửa bên đây có nè. Ở đây, đây thấy nè. Đó, thấy không? Vừa đào coi là có được cục đá lửa liền luôn. Rồi chúng ta sẽ lấy cái đá lửa bỏ vào đây, sau bỏ cục sắt vào đây, chúng ta sẽ được một cái hộp quẹt. Đó. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đi đào hắc điện thạch để làm một cái cổng địa ngục nha các bạn. Đó, rồi làm cổng địa ngục để làm gì thì tí nữa mình sẽ giải thích luôn. Ok. Rồi, nè bên đây nè, lần trước đập lúc kịp lóc là nó có mấy cái hắc điện thạch nè. Mình sẽ qua bên đây để mình đập hắc điện thạch vào đây luôn. Mình có cây cúp kim cương đây. Ok. Mình sẽ đập mấy viên hắc điện thạch đem về các bạn ơi. Ok, lượm lại hắc điện thạch nè. Rồi, chúng ta đã đào được 15 cục mấy bạn ơi. Ok, thì 15 cục hắc điện thạch này bây giờ chúng ta sẽ quay về nhà và chế tạo một cái cổng địa ngục nha. Mà chế tạo cổng địa ngục để làm gì thì một tí nữa mình sẽ giải thích luôn cho mấy bạn nha. Đó chính là cách để ấp trứng rồng á, mấy bạn cứ làm theo mình là được nha. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ xây cổng địa ngục ở kế bên nhà mình luôn đi cho nhanh. Rồi một tí nữa mình sửa lại sau. Để gỗ vào đây. Rồi mình sẽ cây xây cao lên. 1 2 3 4 bên đây vậy luôn. 1 2 3 4. Ok. Sau đó bỏ gỗ vào để tiết kiệm mấy bạn ơi. 1, 2, ok. Rồi, chúng ta đã được một cái cổng địa ngục nè. Bây giờ thắp lên. Búp. À, một cái cổng địa ngục. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào trong địa ngục nha bạn. Ok. Wow, tới nơi rồi mấy bạn ơi. Wow, 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 wow. Ôi, quái giật. Ôi. À khoan, hình như không phải quái giật mấy bạn ơi. Giật cả mình. Mấy bạn nhìn nè. Ở chỗ này có mấy con gì nhìn nó bay bay lên đó bạn. Có mấy cái mặt khóc nó bay bay lên nè. Hình như cái này là cái cát linh hồn, đúng rồi. Cát linh hồn cho nên là nó có mấy cái con này bay bay lên nè. Ủa nhìn ghê vậy. Thôi ok, thôi kể đi. Ủa, cái này là gì vậy? Cái đỏ đỏ này là gì vậy? Wow, dưới Nether nhìn nó ghê quá bạn ơi. Thôi bây giờ mình sẽ đào mấy cái này là gọi gì ta? À, đá Nether nha. Mình sẽ đào mấy cục đá Nether mình đem về nha các bạn. Ok, đào một ít thôi, không cần nhiều đâu. Rồi ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau về thôi. Mình chỉ cần một ít thôi là được rồi. Ok, về tới nhà rồi các bạn ơi. Wow, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là ấp cái quả trứng rồng của chúng ta nha anh em. Đó, để mình chỉ cho các bạn cách ấp đây. Ôi, ôi khoan. Có con gì nè. Ôi, ô, một con gì nè các bạn ơi. Ui, con này là con gì vậy? Wow, dưới nó luôn. Mày hả mày? Rồi nó rơi cái gì đây? Hình như là cái ngón chân của nó hả? Thôi kệ đi. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ ấp quả trứng rồng này nha anh em. Đầu tiên nè, các bạn sẽ lấy cái netherrack. Đó, chính là cái đá của địa ngục đó các bạn. Rồi các bạn đặt xuống đây. Đặt nhiều ra. Đó, đặt xuống đây thế này. Ok, mấy bạn chỉ cần một cục thôi cũng được nữa. Nhưng mà thôi, mình đặt cho nhiều xíu. Rồi, sau đó các bạn hãy gọi là để quả trứng vào giữa. Đó, đây. Quả trứng rồng của chúng ta đã được để vào giữa nè. Sau đó chúng ta sẽ dùng lửa, chúng ta thắp nó lên. Thắp lên. Đó. Các bạn thấy cái quả trứng nó đang xoay vòng tròn đây không? Đó, cái quả trứng nó đang xoay vòng tròn nữa các bạn thấy không? Đó. Có nghĩa là cái quả trứng của chúng ta nó đang được ấp á anh em. Nó đang được ấp lên cho nên là nó sẽ xoay vòng tròn như thế này nè. À, xịn chưa? Rồi ok. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đứng ở đây và đợi một tí cái quả trứng này nó nở ra một con rồng con. Thế là chúng ta đã hoàn thành. Đó. Ok. Rồi để bảo vệ cái quả trứng này thì mình sẽ gọi là đắp cái đá này cao lên để tránh mấy con quái vật nó không chạy vào đây nó ăn thịt cái quả trứng của mình. Mình sợ lắm mấy bạn ơi.
mình sợ cái con rồng, mình sợ là có con quái vật gì đó nó chạy vào đây nó ăn mất cái quả trứng của mình nữa thì thôi xong luôn á. Mình sẽ đắp lên như thế này. Ok. Rồi cao lên thêm ô nữa, mình làm cho nó cái mái để mình che cái quả trứng lại, tránh trời mưa các bạn hiểu không? Tránh trường hợp là sẽ có trời mưa. Đó, quả trứng của chúng ta đang được ấp nè. Wow. Các bạn xem nè. Ồ, nhìn thích thiệt luôn á. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ tới với phần gọi là chế tạo thức ăn cho con rồng của chúng ta nha. Con rồng nào khi mà nó được sinh ra thì nó cũng cần có thức ăn. Nhưng mà con rồng này á thì nó lại không ăn cá. Con rồng này nó ăn một cái thứ khác. Mà nó ăn cái gì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Ok, let's go. Ok bạn ơi, và để chế tạo được thức ăn cho con rồng của chúng ta thì rất là đơn giản thôi. Mấy bạn chỉ cần gọi là click vào trong cái bàn chế tạo, sau các bạn nhập cái chữ The Dragon, đó là rồng á bạn. Mấy bạn sẽ kiếm trong đây, mấy bạn sẽ thấy có cái phần gọi là Dragon Meal nè, đó có nghĩa là thịt dành cho rồng á bạn. Đó, bấm vào đây. Thì cái công thức của nó là chúng ta sẽ cần sử dụng đến xương với lại là thịt. Đó, hồi nãy mình nói là chúng ta cần đem thật là nhiều xương về, đó là lý do á bạn. Đây, mình có rất là nhiều xương đây. Và trong rương của mình cũng có xương nữa, 10 cái nè. Rồi ở đâu ta? Bên đây có không ta? Để xem coi. À đây có 40 cái bên đây nữa nè. Vậy chúng ta đã có được rất là nhiều xương luôn rồi. Và cái chúng ta còn thiếu bây giờ nữa chính là thịt mấy bạn ơi. Đó, thịt thì mình xem coi trong rương của mình ở đâu ta. Trong đây có thịt không? À đây đây có thịt đây, thịt bò sống mấy bạn ơi, 39 cục thịt bò sống. Rồi ok, mình sẽ cất một số đồ ở nhà đi. Rồi bây giờ mình sẽ cùng với mấy bạn đi farm thêm một ít thịt bò nữa nha. Mình nghĩ rằng nhiêu đây chưa đủ đâu. Mình muốn con bò của mình, ơ nhầm, mình muốn con rồng chứ nhầm. Mình muốn con rồng của mình nó phải to hơn nữa cơ. Bên đây có rất là nhiều bò nè, mình sẽ qua bên đây để mình farm thịt bò luôn. Đó, farm thịt bò nè. Mày hả bò? Ok, một con. Mày hả bò? Hai con. Cây kiếm của mình mạnh quá, chém cái chiếc queo luôn. Mày nè. Ba con. Ở bên đây còn con nữa nè. À, đứng lại mày, đứng lại mày. Chạy đi đâu cho thoát. Rồi, trong đây cũng còn con nữa. Mình sẽ tàn sát hết mấy con bò các bạn ơi. Lụm luôn, lụm da nó luôn. Hình như bên đây nãy mới thấy con nữa đúng không? Ờ, không có. Còn bên đây có không? Bên đây không có luôn bạn ơi. Ờ, có một con bò bên đây. Chúng ta phải farm thật là nhiều thịt bò các bạn ơi. Đó, con này còn có 3 máu vậy. Mày hả mày, chết queo đi. Rồi, trên đây mình thấy có một con cừu. Mình nghĩ mình giết con cừu rồi luôn. Chết đi cừu, ok. Rồi mình nghĩ rằng là cũng được khá khá thịt ở đó, để xem coi. 50 cục thịt bò với lại một cục thịt cừu. Thịt cừu thì chắc là được có một cục, chắc là không đủ chế đâu. Nhưng mà chúng ta cứ đem về nhà đi, để có gì chúng ta nướng chúng ta ăn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ về nhà và mình sẽ chế tạo gọi là thịt để cho con rồng của chúng ta ăn nha anh em. Rồi về tới nhà là đây. Bây giờ chúng ta bấm vào đây, sau đó chúng ta sẽ làm cái công thức như thế này. Bỏ xương vào đây nè, sau đó là bỏ thêm xương vào đây. Rồi chia ra thành 4 góc thế này. Ok, rồi bỏ thịt vào. Ủa, sai hả? Ủa kỹ ta. Đâu để mình làm lại coi, hình như là mình sai công thức rồi các bạn ơi. Hình như là phải bỏ thịt như thế này mới đúng nè. Đó, rồi sau đó là bỏ xương ở 4 góc như thế này. Đó, đúng rồi nè, bây giờ mới đúng rồi các bạn. Đó, lấy ra. Được 6 miếng, ôi sao được có 6 miếng vậy, ít vậy ta. Phải được nhiều hơn chứ. Được 10 miếng nè. Ok, tiếp nha. Được 12 miếng. Wow, được có 12 miếng à. Hơi ít mấy bạn ơi. Thôi kệ đi, 12 miếng thôi, mình lấy tạm 12 miếng trước đi ha. Rồi mình sẽ chế nhiều nhiều sau các bạn ạ. Ok. 2000 years later. Hey, trời ơi mấy bạn ơi, thiệt là may mắn luôn á. Mình chợt nhận ra một điều rằng mình đã sai ở một chỗ mấy bạn ơi. Mấy bạn biết là chỗ gì không? Ok, mình sẽ dẫn mấy bạn đi đến đây nè. Đây, đây chính là cái núi tuyết các bạn ơi. Đây, trên đây chính là cái núi tuyết nè. Rất là lạnh luôn. Mấy bạn biết mình sai chỗ nào không? Đó chính là cái quả trứng này á. Khi mà mấy bạn chỉ cần ấp, chỉ có lửa không á, thì nó sẽ rất là dễ bị hư. Có nghĩa là bây giờ mấy bạn phải vừa lạnh mà vừa nóng luôn thì quả trứng nó mới nở được. Còn nếu mà nó nóng quá thì quả trứng nó sẽ bị chín, là có nghĩa là nó thành là trứng ấp la luôn các bạn. Còn nếu mà lạnh quá thì quả trứng sẽ bị ung. Cho nên là các bạn phải vừa nóng vừa lạnh mới được, hiểu không? Cũng may các bạn là mình nhớ ra kịp, cho nên là mình đem cái trứng rồng của mình lên trên cái ngọn núi trên đây để mình gọi là ấp. Ok, trời là trời, may quá, may mà mình chợt nhớ ra, không thôi là chết rồi. Bây giờ mình sẽ để quả trứng ở đây nè. Mình nghĩ là trên đây là đủ lạnh rồi đó. Mình thấy cái người của mình là thấy nó hơi bị lạnh lạnh này đó nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ để quả trứng ở đây, sau đó là thắp đuốc lên. Rồi ok, bây giờ mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ đứng đây để đợi quả trứng nó nở các bạn ơi. Hy vọng lần này là mình đã làm đúng. Hồi nãy mình làm sai các bạn ạ.
Hồi nãy mình làm sai xém nữa là coi như là quả trứng của chúng ta thành trứng ấp la luôn rồi. Nó không nở ra con rồng luôn á. À, ủa đằng sau mình có mấy con gì vậy ta? Con này là con gì thế nha? Nó có đánh mình không ta? Đâu để mình giết thử con ra có ra được gì không nha. Wow, ủa nó có ra gì không ta? Ủa cái này là gì đây? Bóng tuyết với lại là cái gì nè? Cái này ăn được phải không? Cái này là thịt của nó phải không? Ồ, ngon các bạn ơi, thịt của nó hình như là giải độc được nè. Ok, rồi. Mấy con này tí nữa chắc mình giết nó để mình lấy thức ăn quá. Ui, bên đây có con màu hồng luôn nè. Wow, 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 để mình qua mình xem thử coi. Ồ, màu hồng hay là màu tím đây? Hình như là màu hồng mấy bạn ơi. Ui, có một con màu hồng luôn các bạn ơi. Wow, wow, wow. Ê, tại sao mày lại chu đích vô mặt tao? Mày hả mày, chu đích vô mặt tao hả? Từ trước giờ mình chỉ nghe đến cù hồng thôi chứ mình chưa bao giờ thấy con này màu hồng mấy bạn ơi. Ok, để mình giết nó luôn. Mày này. Ở đâu rồi, rồi, rồi. Ok rồi, chết nó rồi. Ui, nó rơi được cho chúng ta mấy cục băng nè. Lấy. Mình phải lấy mấy cục băng này đem về. Mai này chúng ta sẽ cần á. Ui, bên đây cũng có một cái ngôi nhà gì nữa bạn. À, để mình qua mình xem thử nha. Con rồng chắc mình để đi cho nó ấp đi. Tí nữa mình qua sau. Còn giờ mình vô mình khám phá thử ngôi nhà trong đây coi. Đây là ngôi nhà gì đây ta? Nhìn lão quá vậy. Hello, có ai đây không? Có quái vật thấy đây không? Có quái vật đúng không? Ồ, không có quái vật mấy bạn ơi. Chỉ là một ngôi nhà gỗ bình thường thôi. Ồ, mình tưởng là trong đây có quái vật chứ. Ủa sao trắng xóa vậy? À may, cái này là may các bạn ơi. Ok. Thôi được rồi, mình nghĩ rằng là chúng ta không nên đi lang thang, đi quậy phá vòng quanh đây nữa. Chúng ta phải quay về với con rồng của chúng ta thôi. Không thôi tí nữa nó mà nở ra sống đầu nó đi đâu mất tiêu rồi chúng ta bị lạc mất luôn á. Ok, nó vẫn đang còn trong đây các bạn ơi, nó vẫn đang được up đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đứng đây để đợi nha. Ôi trời mấy bạn ơi, chết rồi, mình mới vừa đi lấy cái ly nước. Ok, trời mấy bạn ơi, con rồng nó đã nở rồi nè. Trời ơi là trời, mình mới vừa đi lấy ly nước để mình uống thôi, con rồng nó nở luôn trời. Thôi là trời xém nữa, mình bị lạc mất nó rồi đó. Hello rồng, ui bạn xem nè, con rồng bé tí tẹo luôn. Wow, mà nhìn nó cũng dễ thương cute for my wear first. Bây giờ mình sẽ lấy thịt ra cho nó ăn nha. Ờ, thịt đâu rồi. Ở đây, cái thịt đây. Đây, ăn đi con. Mình sẽ thu phục nó. Ui, mấy bạn coi nè, mình cho nó ăn bao nhiêu là nó sẽ bự lên bấy nhiêu nè, coi nè. Ui, thấy không? Wow, nó to lên các bạn ơi. Ui, chuyện gì vậy? Mấy bạn ơi, các bạn nhìn nè. Con rồng nó đang leo lên vai mình mấy bạn ơi. Wow, cute quá à. Trời ơi trời, siêu dễ thương luôn á nha. Trời ơi, xịn vãi. Ok, mình sẽ để xuống đất coi. Để xuống đất được không? À, đây nè. Ui mấy bạn ơi, mình mới vừa nhận ra một điều này nha. Đó chính là con rồng này á, chúng ta cho nó ăn càng nhiều thì nó sẽ càng lớn nhanh hơn. Quá hợp lý. Bây giờ chúng ta chỉ cần cho nó ăn nhiều hơn nữa thì nó sẽ to khổng lồ luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đem nó về nhà nha. Ok, hãy đi về nhà cùng anh. Ôi trời, mình thấy nó bự quá bạn ơi. Nó che mất cái mặt của mình luôn rồi. Ok, mình sẽ leo con rồng nè. Bây giờ con rồng nước của mình sẽ cưỡi, sẽ được gọi là sao ta, con rồng lửa cưỡi lên. Ok, về nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng về nhà thôi. Đó, con rồng đang chở theo một con rồng. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau về nhà để gọi là đặt tên cho bé rồng này nha anh em. Ok, let's go. Hey, tới nhà rồi các bạn ơi. Quá đã luôn các bạn ơi. Ui, lần đầu tiên thấy một con rồng nó gọi là cute full mê quen như thế này luôn á. Ok, đi xuống dưới nào. Ủa đâu rồi? À đây, rồng đây. Ok, wait, rồng lửa. Xin giới thiệu với mày, đây chính là bé rồng cute của tao. Đó. Đây chính là con mẹ, còn đây chính là con. Từ bây giờ tao giao cho mày nhiệm vụ là phải chăm sóc cho con rồng này nghe chưa. Ok các bạn ơi, bạn coi nè. Con rồng dễ thương gì đâu luôn á trời. À khoan, trước tiên là phải gọi là mình phải nhốt nó vào trong nhà đã. Không thôi nó đi mất tiêu luôn á. Ok, mình sẽ để ở trong nhà nè. Ơi đi đâu? Không được đi đâu hết, ở trong nhà. Đóng cửa lại rồi. Bây giờ mấy bạn ơi, con rồng này á không thể nào mà lúc nào chúng ta cũng bỏ lên trên vai như vậy được. Chúng ta cần phải gọi là chế tạo một cái gọi là người ta gọi gì nhỉ? Mình cứ nói đại là một cái chuồng đi ha. Một cái chuồng để chúng ta nhốt nó lại. Đó. Bây giờ mình sẽ chế tạo cái chuồng cho cái con này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm vào bàn chế tạo nè. Mình sẽ tìm cái chữ dragon. Xong cho sẽ bấm qua đây. Đây, mình thấy rồi. Đây chính là cái gì ta, mình cứ gọi đại là cái chuồng đi ha. Cái chuồng để nhốt con rồng nè. Thì chúng ta cần có xương rồng để vào 4 cây thế này, sau cần một cái que. Đó. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình sẽ lấy cho mình que nè. Rồi, với lại là xương rồng thì mình đang có rất là nhiều trong người rồi. Mình sẽ bấm vào đây. Để cái que vào đây, sau đó để xương rồng vào. Sau khi thu hoạch từ cái con rồng to khổng lồ á thì mình đã có được rất là nhiều xương rồng luôn. Đó. Rồi,
Bây giờ chúng ta đã có được cái chuồng để nhốt con rồng vào rồi các bạn ơi. Và cách để nhốt con này vào rất là đơn giản thôi. Đó chính là chúng ta cần gồng lên. Đó, là thế là bắt được nó vào rồi. Nó biến mất luôn rồi, thấy không? Rồi đi ra ngoài nè. Bây giờ mấy bạn muốn thả nó ra đúng không? Đơn giản thôi, mấy bạn chỉ cần nhấn cái chuột giữ nó cái, bấm bùm, đó. Vậy là nó sẽ xuất hiện ra. Đó, lít cái, nó đã biến mất. À, cái này mình gọi nó là cái chuồng mấy bạn ơi, cái chuồng để mình nhốt con rồng vào. À, nhưng mà cái chuồng này lại không nhốt được những con rồng này vào nha. Nè, mấy bạn xem nè. Không nhốt được mấy con rồng này, chỉ nhốt được con rồng này thôi. Đó, nhốt vào nè. Và con rồng mấy bạn, dù là nó to cỡ nào chăng nữa, nó to khổng lồ luôn thì mình vẫn có thể nhốt nó vào được, rất là đơn giản. À. Ôi! Ui, cái gì vậy? Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Ui! What? Mình đang đứng im cái tiền có chuyện gì xảy ra vậy? Oh my god! Một con bò! Ui, một con bò! Ơi! Ui, trên trời có gì nữa nè. Wow! Ui, mấy con cá lốc xoáy lúc trước chúng ta gặp nè các bạn. Ủa tại sao nó lại xuất hiện chỗ này? Rồi hồi nãy có nguyên con bò tung mình luôn. Ui! Ui, nhìn kìa, cảnh tượng y như là người ngoài hành tinh vậy đó. Wow! Trời ơi. Đâu mình đi lại gần coi. Tự nhiên đang đứng im cái tự nhiên cái bảng gì hiện lên giật cả mình luôn. Wow. Ui, con này nó hút mình vô bạn ơi. Mày thích hút không? Lần trước mày giết tao, tao chưa kịp gọi là giết mày thôi con ạ. Ok, sao mình bị hút rồi? Dạ, cái gì hút mình vậy? Ở trên đầu mình. Trên đầu, ấy dạ. Mày hút tao không mày? Mày hút tao hả? Ui, nhiều quá, chạy. Ôi mấy bạn ơi, không nhờ với mấy con này được đâu nha, nó hút mình đó nha. Ui, trời ơi, nhìn kìa. Ôi, thôi, mấy con này mình nghĩ chỉ là một cái mini game nó tạo ra thôi. Mặc kệ đi, giờ mình vào nhà mình trú đi. Bây giờ mình đã gọi là có được con rồng rồi, mình không sợ mấy con này nữa. Ơi, tụi mày muốn làm gì tụi mày làm, ở ngoài đây đi. Bữa nào tao chỉ con cho con rồng của tao nó khổng lồ lên, tao đi tao giết hết tụi mày luôn. Ok, đi vào nhà. Rồi, vào nhà an toàn các bạn ơi. Ở ngoài đây nó xuất hiện mấy con cá này nhìn ghê quá. Ok bạn ơi, thì trong tập này chúng ta đã làm được gì nào? Ờ, thì trong tập này mình rất là vui luôn khi mình đã gọi là bắt được một em rồng. À không, ấp nở mới đúng chứ. Mình đã ấp nở được một em rồng lửa siêu to. À, không nhầm, con này phải nói là siêu nhỏ mới đúng. Siêu nhỏ bé tí đó. Ok bạn ơi, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Hero Team nữa nha. Và cũng đừng quên là đăng ký ủng hộ cho mình mong đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Ok, và bây giờ mình kết thúc video tại đây. Bye bye. Yêu anh em. Vãi nồi. Tạm biệt.